chúng tôi xin trở lại ngay với anh Liêm và những đặc tính tiếp theo của nước Hoàng Nguyên. Theo như anh nói thì là con người sinh ra trong môi trường kiềm, nhưng mà sống thì là sống trong môi trường axit. Vậy thì anh Liêm có thể cho quý khán giả biết rõ hơn lý do nào anh nói con người lại sống trong một môi trường axit ạ? Trong môi trường axit thì bây giờ mình xem đây, 80% thực phẩm mình ăn đều có hộ tính axit hết. Như là thịt gà, gà tây, bia, đường, trái cây hộp cũng có rất là nhiều axit hả anh? Ngay cả nước cất luôn hả anh? Thì nước cất, nước RO đó, gọi là Việt Nam mình gọi là nước RO, hay là nước lọc, hay là nước chai. Mình xem coi chúng ta nó có đúng không? Thì ở đây là cái độ axit nó thấp. Còn ở đây thì nó có thể độ axit nó nhiều hơn tí, cũng như là cà phê, bánh mì trắng, đậu phộng, thịt bò vân vân. Em còn thấy có cả căng thẳng, lo âu và thiếu ngủ nữa. Căng thẳng, lo âu, thiếu ngủ. Chẳng hạn đây thì ở đây thấy cái màu nó đỏ hơn là có nghĩa là axit hơn đây. Axit hơn đây thì em thấy thịt trù, thịt heo chẳng hạn vậy. Mà dưới này là căng thẳng, lo âu, thiếu ngủ, lao lực cũng tạo ra rất nhiều axit. Cái tính axit mình mà thận dư đó, mình giải không được đó, thì những bệnh như thế này. Em thấy cũng như là ở chua, những bệnh về ruột, những dạ dày phong thấp, những bệnh mập. Thường thường người Mỹ đó, họ đưa bị béo phì lắm. Ưa bị béo phì lắm, tại đúng vì rồi. Họ cứ tối ngày cứ uống nước ngọt nhiều. Em còn thấy có cả tiểu đường và ung thư nữa. Thì cái đây là mình giải không được thì nó sẽ đi tới đây. Mà cái bệnh thường là, cũng như em thấy cái bệnh thống phong không? Bệnh gout đó, bệnh gout. Thì cái bệnh đó là bệnh già giàu đó. Có đó là cũng là axit thận dư. Cái này mình giải không được đó thì những bệnh như vậy. Thì bây giờ đó, mình á sẽ xem cái nước này đó nó axit hay là kiềm như thế nào. Thì bây giờ anh Liêm sẽ lấy cái thử cái pH tester. Thì em coi cái pH tester này á là cũng giống như là những cái mình ai mà có nuôi cá đó, hồ cá đó thì phải thử nước. Thì nước nó cá nó phải nóng lúc nào cũng phải là trung hòa, trung tính. Thì bây giờ mình thử coi, anh Liêm cho vô vài giọt. Thì anh Liêm thử coi rượu nó axit như thế nào. Em thấy nó là màu cam đó. Màu cam nó là axit đúng không? Rồi, bây giờ mạnh đó. Axit khá mạnh. Thì mình nói giờ nếu mà axit thì thôi mình uống nước chai đi. Xem như thế nào. Em thấy màu gì? Cũng tương tự như là cái màu của vodka, nhưng mà nó nhạt hơn một chút. Nó nhạt hơn một tí, có nghĩa là axit hơn, ít hơn một tí. Ít hơn một chút. Rồi, thử coi cái Dasani. Em thấy màu gì? Nó nhạt hơn là... Nó nhạt hơn là có nghĩa là nó ít axit hơn một tí. Dạ, đúng rồi. Coi cái nước mà Osaka. Màu gì? Nó cũng là màu vàng, cũng có tính axit ở trong. Mình thử coi nước vòi mình xem như thế nào. Oh wow. Nước vòi vậy mà ít cái độ axit hơn là những cái nước chai, nước suối đó hả anh? Nhiều khi nó là nó hơn trung tính một chút xíu, mà nó chẳng hạn pH của nó cao hơn trung tính chút xíu. Nhưng mà tại thành phố họ bắt buộc là phải cái nước phải kiềm một tí. Tại vì á những cái ống nước trong thành phố nếu mà nó axit như thế này thì á nó sẽ mòn những cái ống nước, thay thế nó rất là tốn tiền, thành ra họ để cái chất hóa học vô. Ra là để... vậy, dạ. Chất hóa học vô. Rồi thử biết. Mình thử nước ngọt ra xem như thế nào nha. Em thấy màu gì? Em thấy là một màu cam rất là đậm. Màu cam rất là đậm. Dạ. Đúng như vậy. Đậm hơn tất cả những cái màu cam hồi nãy luôn. Rồi mình thử coi cái nước mà Hoàng Nguyên Kangen xem như thế nào nha. Wow, thật là tuyệt vời. Không có một chút axit. Mà độ kiềm rất là cao. Mà khi anh Liêm thử nó lấy trên cái máy nước ra là pH nó là 9.5. Dạ. Thì em thấy cái màu nó ra là cũng khá chính xác so với lại đây. Vâng, chính xác. Rồi bây giờ mình thử coi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói giờ mình đi ra ngoài, mấy ông ra ngoài nói là mình phải uống rượu với bạn chút xíu. Còn nếu mà mình có cái nước canh ganh này, con có giải được rượu không? Dạ đúng rồi, mình thử xem anh. Nếu mình thử xem, nếu mà giải được rượu đó
thì cái màu nó sẽ đổi ra. Dạ. Rồi thử xem nhé. Wow, rất là hay ạ. Vậy là bây giờ là mỗi lần là đi đâu mà có tiệc tùng á, phải xách thêm một chai nước Hoàng Nguyên. Thành ra mình để chút xíu vô là nó cũng kiềm tính ra được. Là mình cảm thấy là an toàn rồi. An toàn rồi. Thử có coi tha hồ được uống được nữa luôn không? Mình cũng phải lúc nào cũng phải là tiếng Mỹ kia là moderation á. Dạ. Lúc nào mình cũng phải là vừa phải thôi. Vâng, đúng rồi. Thử coi chẳng hạn như là cái nước trong người mình chẳng hạn như là hơi bị acid. Thì những bệnh tật đó em thấy hồi nãy. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ mình thử coi uống nước này vô có nó giải được cái sự acid không? Thử xem. Giải được. Giải được. Đây. Cái này giải được luôn. Giải được luôn. Giải được luôn. Giải được. Được luôn anh. Được luôn. Rồi thử coi nước ngọt. Nước ngọt không giải được. Chưa giải được luôn không? Rồi ha. Rồi thử coi, anh đem thử coi đầy ly coi nha. Đầy ly vẫn không giải được, nó chỉ nhẹ, cái tính axit nhẹ hơn một chút xíu thôi. Chỉ làm tự nhiên khi nào nó pha loãng thôi. Dạ đúng rồi. Cái màu nó pha loãng thôi. Dạ. Chứ còn nó vẫn còn axit. Dạ đúng rồi. Thành ra khi mà em uống mà chẳng hạn một ly nước mà nước ngọt mà có ga thì em phải uống hầu như là 36 tới 40 ly nước mà Hoàng Nguyên mới là được là trung tính thôi. Vậy nếu mà mình thay bằng nước Hoàng Nguyên uống hàng ngày á thì cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Đúng như vậy. Nhưng mà có cái gì, chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như nhìn đứa bé, nước trong người nó chẳng hạn như là tốt nè. Dạ. Thử cho nó uống nước, cái này là pha loãng rồi, nước cũng như là nước ngọt. Dạ. Nước ngọt. Dạ. Pha loãng rồi xem như thế nào. Chút xíu thôi. Từ kiềm mà có thể chuyển qua acid một cách dễ dàng luôn. Rất mà rất là ít, nên đổ dạ, vài chút xíu vô anh thấy nó đổi thôi là cũng có thể là thay đổi cái pH level của cơ thể mình hả anh? Dạ. Đây mình thử nước này coi. Trở lại tí thôi. Acid luôn. Trở thành acid. Cũng trở thành acid luôn. Xem. Để rất ít. Dạ. Thêm chút xíu nữa. Thấy không? Vâng. Rồi, bây giờ mình thử coi. Cái này là nước Hoàng Nguyên. Dạ. Thử để chừng khoảng hẳn như là nửa nắp. Dạ. Của chút xíu thôi ha. Của 7 Up xem như thế nào nha. Em thấy nó đổi sao? Màu rồi. Nó đổi màu. Dạ. Wow, nó từ độ kiềm rất là cao mà độ kiềm rất là cao mà chỉ gần một chút xíu nửa nắp của 7 Up là nó đổi ra acid. Em thấy cái sự acid kinh khủng không? Dần. Quá kinh khủng. Thì bây giờ chẳng hạn như cái ông tiến sĩ Otto Warburg được giải Nobel 1931. Thì và có nhiều nhà khoa học, hầu như tất cả những chuyên gia sức khỏe. Yeah. Cũng như là đều kết luận rằng nguồn gốc của những bệnh đều do axit thận dư. Và những tế bào ung thư đó chỉ sống và phát triển trong cái môi trường axit và không có thể nào sống được trong cái môi trường kiềm. Khi mà em nhìn thấy chẳng hạn những cái chai nước này, nó có cái ba cái mũi tên. Em thấy đây nó có ba cái mũi tên. Dạ. Vâng. Trong đó nó có số 1. Có thể số 1, số 2, số 7 chẳng hạn vậy. Thì á, mỗi là cái là có nghĩa là mỗi cái plastic này là họ cũng như là nấu lại, họ recycle lại. Dạ. Là ba cái mũi tên mà nó cái mũi tên thì mỗi lần vậy đó họ để cho chất hóa học vô. Mà khi mà em để cái chất hóa học chẳng hạn như em quên cái nước này trong xe thì cái chất hóa học trong cái plastic này nè nó sẽ đi vào nước và mình uống nhiều chất hóa học hơn. Dạ. Mà lạnh cũng vậy. Dạ. Okay. Là không nên. Là không nên. Dạ.